Khi mọi sự tập trung của người hâm mộ bóng đá Việt Nam đều đang đổ dồn vào đội U23, đội tuyển quốc gia cũng có một trận giao hữu rất đáng chú ý. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 3 năm nay người hâm mộ được theo dõi một trận đấu cấp độ đội tuyển. Dù nó chỉ là một trận giao hữu nhưng sức hút từ thương hiệu binh đoàn Rồng Vàng đã khiến sân Thống Nhất không còn một chỗ trống. Cũng phải thôi, vì lâu lắm rồi bóng đá cấp độ đội tuyển quốc gia mới trở lại với những con người phương Nam. Họ đến sân để cổ vũ, để truyền lửa và để được chứng kiến tận mắt Quang Hải và các đồng đội thi đấu. Đây cũng là lần đầu tiên sau suốt gần 3 năm qua đội tuyển Việt Nam có được trận giao hữu quốc tế. Đối thủ Afghanistan từng là đội bóng đầu tiên mà huấn luyện viên Park Hang-seo chạm trán khi dẫn dắt đoàn quân áo đỏ. 5 năm sau gặp lại, vị thế của hai đội đã có sự thay đổi. Bóng đá Việt Nam đã trải qua một chu kỳ thành công, trong khi bóng đá Afghanistan vẫn không có nhiều biến chuyển. Với huấn luyện viên Park Hang-seo, đây là cơ hội không thể tuyệt vời hơn để đưa ra những sự thử nghiệm. Vì vậy chúng ta được chứng kiến một đội hình khá lạ lẫm với những gương mặt và những vị trí mới. Nhưng đâu đó chúng ta cũng cảm giác thật mừng khi nhìn thấy Đặng Văn Lâm trở lại bắt chính trong khung gỗ. Chính xác thì kể từ tháng 9 năm ngoái, đây mới là trận đấu được bắt chính đầu tiên của Văn Lâm trong màu áo đội tuyển quốc gia. Ở cuộc đối đầu với Nhật Bản hồi tháng 3, anh chỉ được vào sân trong những phút cuối cùng khi Nguyên Mạnh gặp chấn thương. Vì vậy đây là cơ hội rõ nhất để kiểm chứng thực lực của thủ môn mang hai dòng máu Việt Nga trước những sự cạnh tranh gay gắt. Không những trở lại bắt chính, Lâm Tây còn được huấn luyện viên Park Hang-seo tin tưởng giao cho tấm băng đội trưởng. Trong bối cảnh ban cán sự của đội tuyển Việt Nam đều ngồi dự bị ở cuộc đối đầu này, Văn Lâm sẽ đóng vai người thủ lĩnh, người tạo ra sự yên tâm nơi hàng thủ, và quả đúng là như vậy. Bởi màn trình diễn của thủ thành sinh năm 1993 đã thực sự khiến người hâm mộ nước lòng. Trong hiệp 1, Afghanistan không có nhiều tình huống tấn công quá mãnh liệt về phía khung thành của đội bóng áo trắng. Tuy nhiên đã có ít nhất 2 tình huống Văn Lâm phải làm hết sức để cứu thua cho đội nhà, ngay khi trận đấu mới trôi qua 1/3 thời gian của hiệp 1. Cầu thủ thuộc biên chế Cesaro Saka đã phải bay người cứu thua sau một tình huống dứt điểm rất căng của cầu thủ đội khách. Đó chỉ là một trong nhiều pha bóng tiêu biểu cho thấy sự trở lại đáng chú ý của Đặng Văn Lâm. Có vẻ như quãng thời gian chấn thương không làm ảnh hưởng quá nhiều đến phản xạ của thủ thành này. Màn trình diễn ấy đã đủ ghi điểm trong mắt thầy Park và đảm bảo cho một suất bắt chính ở bất kỳ chiến dịch nào của đội tuyển Việt Nam trong thời gian tới. Chỉ có một lấn cấn duy nhất, Văn Lâm vẫn chưa có cơ hội để thể hiện khả năng chơi chân liệu có được thay đổi sau quãng thời gian tập luyện Nhật Bản. Sức pressing của Afghanistan chưa đủ cho điều này nên chúng ta buộc phải chờ đợi và kiểm chứng ở những cuộc đối đầu khác. Một sự trở lại khác đem đến nhiều nỗi xao xuyến, trung vệ Trần Đình Trọng thi đấu ở trung tâm hàng phòng ngự. Hậu vệ của Bình Định chỉ mới bình phục chấn thương trong thời gian gần đây và đây là cơ hội để anh tìm lại phiên bản tốt nhất. Đá cặp bên cạnh Đình Trọng không phải những gương mặt quen thuộc như Bùi Tiến Dũng hay là Duy Mạnh. Cần phải thẳng thắn thừa nhận rằng Đình Trọng không có được trận đấu như ý muốn, anh thường xuyên bị đối thủ vượt qua, giống như tình huống này. Tiền đạo của Afghanistan có pha xoay người tương đối khéo léo, khiến trung vệ số 21 bị vặn sườn và buộc phải phạm lỗi. Đây là tình huống trọng tài Ngô Duy Lân đã nương tay, vì với pha truy cản như vậy, các ông vua áo đen khác sẽ thường rút ra một chiếc thẻ vàng. Hoặc ở tình huống này, Đình Trọng tỏ ra khá do dự để phá quả bóng ra xa khỏi khung thành. Rất may là Đặng Văn Lâm đã băng ra kịp thời, nếu không rất có thể lưới của đội tuyển Việt Nam đã bị rung lên. Đình Trọng cần thêm thời gian thi đấu để lấy lại phong độ tốt nhất. Dẫu sao anh cũng mới chỉ trở lại sau chấn thương và V-League sẽ là cơ hội tuyệt vời để trung vệ sinh năm 1997 có thể ghi điểm và chạy đua vào danh sách dự AFF Cup cuối năm này. Chúng ta luôn thắc mắc Adriano Smith có trình độ đến đâu để lọt vào mắt xanh của huấn luyện viên Park Hang-seo. Đây sẽ là câu trả lời khi hậu vệ Việt Kiều được trao cơ hội ở vị trí trung vệ lệch phải. Nguyễn Đức Chiến được sử dụng ở vị trí còn lại. Đây mới là lần đầu tiên cầu thủ của Viettel được đá chính trong màu áo đội tuyển quốc gia, dù cho anh từng là trụ cột của U22 Việt Nam trong chiến dịch chinh phục huy chương vàng SEA Games 30. Đây có lẽ là lần hiếm hoi huấn luyện viên Park Hang-seo sử dụng một bộ ba trung vệ lạ lẫm đến vậy. Chắc chắn bạn sẽ để ý nhiều nhất đến màn trình diễn của Adriano Smith, cầu thủ Việt Kiều để lại hai mảng tối sáng với lần đầu tiên được khoác áo đội tuyển quốc gia. Chắc chắn sự thử nghiệm của thầy Park với sự đột biến trong khâu ghi bàn đã được giải quyết, đặc biệt ở mỗi tình huống phạt góc. Adriano Smith luôn là mối nguy thường trực mà ngay cả một hàng thủ cao to của Afghanistan cũng gặp vất vả. Ngay từ những phút đầu tiên, trung vệ đang khoác áo Bình Định suýt nữa đã có bàn thắng mở tỷ số. Trong một pha bóng hỗn loạn, số 4 đã tận dụng cơ hội để đá bổi, nhưng bóng lại đi hơi cao so với khung thành của đối phương. Sự đột biến mà Adriano Smith đem lại đã giúp đội bóng áo trắng vươn lên dẫn trước. Cũng từ chấm đá phạt góc, anh bật cao đánh đầu đưa bóng đến vị trí của Tuấn Hải. Cầu thủ thuộc biên chế câu lạc bộ Hà Nội có pha đánh đầu cận thành mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam khi hiệp 1 đang trôi về những phút cuối. Sự đột biến ấy cần thiết, nhưng xét ở khía cạnh phòng ngự, Adriano Smith cần làm tốt hơn. Không chỉ có cầu thủ này mà ngay cả hệ thống bộ ba trung vệ của đội tuyển Việt Nam không có sợi dây liên kết tốt nhất. Ở nhiều tình huống, ba cầu thủ phòng ngự không có sự bọc lót tốt nhất và đặt khung thành của Đặng Văn Lâm trong tình trạng báo động. Afghanistan có bài đánh khoét sâu vào hai cánh của đội tuyển Việt Nam, đặc biệt là vị trí của Văn Vĩ. Đây là một thử nghiệm của thầy Park nhằm tìm ra một gương mặt sáng giá bên hành lang trái. Từ khi Văn Hậu gặp chấn thương, huấn luyện viên Park Hang-seo đã rất nỗ lực trong việc đi tìm người thay thế.
Hồng Duy, Văn Thanh, Xuân Mạnh và giờ là Văn Vĩ. Dù vậy, hậu vệ của câu lạc bộ Hà Nội vẫn có một trận đấu chưa thực sự nổi bật. Về mặt hỗ trợ tấn công, Văn Vĩ luôn cố gắng dâng cao để tạo ra tính kết nối, nhưng anh thường xuyên gặp khó ở 1/3 cuối sân, nơi các wing back thường xuyên phải đưa ra những giải pháp mang tính đột phá hơn. Hãy chuyển sang hàng tiền vệ, nơi thầy Pháp sử dụng bộ đôi Châu Ngọc Quang và Trương Văn Thái Quý để kết hợp với Quang Hải. Cả hai cầu thủ này đều từng làm việc với thầy Pháp trong chiến dịch U23 châu Á lịch sử và giờ họ mới có cơ hội tái hợp. Trong khi Châu Ngọc Quang có một trận đấu năng nổ, tích cực tranh chấp thì Trương Văn Thái Quý lại tỏ ra hơi đuối ở những tình huống cần sự bọc lót. Tuyến giữa của đội tuyển Việt Nam thường xuyên bị mất kết nối và phải sử dụng khá nhiều đường bóng dài trong hiệp 1. Chỉ đến khi Hoàng Đức vào sân, mọi thứ mới trở nên uyển chuyển và thanh thoát hơn hẳn. Những sự thử nghiệm của huấn luyện viên Park Hang-seo cho thấy ông sẵn sàng trao cơ hội cho những cầu thủ đang có phong độ cao tại V-League, nhưng chắc chắn họ cần thêm thời gian để ăn ý với các đồng đội để thực hiện ý đồ của thầy Park một cách nhuần nhuyễn hơn. Giờ là lúc để nói về những điểm sáng trên hàng công với Phan Văn Đức và Phạm Tuấn Hải. Ý đồ của huấn luyện viên Park Hang-seo là rất rõ ràng khi sử dụng Văn Đức đá nhô cao. Ông muốn tận dụng khả năng chạy chỗ, giạt biên của tiền đạo xứ Nghệ nhằm mở ra những khoảng trống. Ông cũng muốn ngắm nhìn những siêu phẩm sút xa mà Văn Đức từng làm được như trong màu áo Sông Lam Nghệ An những vòng đấu đầu tiên của V-League. Về khoản này, số 20 chỉ thiếu một chút may mắn, một chút hiểm hóc để đánh bại thủ môn của Afghanistan. Đối tác của anh trên hàng công, tiền đạo Phạm Tuấn Hải xứng đáng nhận danh hiệu MVP trong trận đấu này. Bàn thắng đầu tiên cho thấy sự thính nhạy, khả năng đánh hơi bàn thắng, còn pha lập công thứ hai mang đậm dấu ấn cá nhân. Một pha xỏ háng đính kèm thêm cú đặt lòng quá lạnh lùng đã giúp Tuấn Hải có được cú đúp trong trận đấu. Mà tỏa sáng ấy sẽ khiến huấn luyện viên Park Hang-seo có thêm lựa chọn uy tín trên hàng công trong bối cảnh Tiến Linh đang được giao một nhiệm vụ khác. Đừng quên thầy Park cũng rất mạnh dạn đổi mới khi sử dụng sơ đồ 4-4-2 với Quế Ngọc Hải đá tiền vệ trụ. Bạn không thể đòi hỏi quá nhiều với cựu đội trưởng đội tuyển Việt Nam vì đó vốn không phải vị trí sở trường. Nhưng biết đâu đó nếu tiếp tục được chui rèn ở vị trí này, Hải Quế lại là phát hiện mới của ông Park thì sao nhỉ? Nhìn chung đội tuyển Việt Nam đã có một chiến thắng nhẹ nhàng và đạt được các yêu cầu đề ra. Nó khiến huấn luyện viên Park Hang-seo hài lòng, thể hiện qua những phát biểu sau trận đấu. Chỉ có đôi chút lăn tăn về sơ đồ 4 hậu vệ trong nửa cuối hiệp 2 đã bộc lộ khá nhiều khoảng trống. Nhưng đó có thể là một sự cải tiến đáng kể của đội tuyển Việt Nam và là miếng đánh mà tất cả các đối thủ tại AFF Cup sắp tới không thể lường trước nếu chúng ta thực hiện nó thuần thục. Kết quả của trận đấu này không quá quan trọng, dù chiến thắng cũng đã đủ để các cổ động viên tại sân Thống Nhất cảm thấy thỏa mãn. Hãy chờ khi V-League trở lại, khi huấn luyện viên Park Hang-seo có thêm những lựa chọn mới mẻ hơn nữa, chúng ta sẽ có thêm những sự thử nghiệm để hướng tới AFF Cup 2022, giải đấu mà đội tuyển Việt Nam bằng mọi giá phải thực hiện mục tiêu đòi lại ngôi vương từ người Thái.